câu số hai à, ý thứ nhất các bạn hãy xây bạn xây bạn xây cái hình ly nước một góc là 30 độ đây là cái hình ly nước bạn bấm vô dây dàng biết là cái hình các bạn đây là cái chữ bạn ấn vô là chữ còn ấn vô đây là hình thì cái hình thì bạn bấm vô thì bạn sẽ ra biết chơi format thì uh, theo loris bạn đơn giản thôi bạn nhìn những cái chức năng này khi bạn ấn ngoài không có cái chức năng picture tool format bạn ấn vô hình nó lại hiện chức năng picture tool format thì logic mà nói thì thi, thi thi thi, thi, trong chức năng này nếu bạn thi trong chức năng này ấn vào thì khi mà ấn vào thì bạn sẽ tìm cái chức năng mà xoay bằng rotate các bạn không? khi bạn tìm chức năng đây đó bạn sẽ tìm hết thì bạn sẽ có một kỹ năng à xây chỗ này bạn xỏ xuống nha thì nó quay bên phải 90 độ quay bên trái 90 độ dần dần bạn thì ở đây mình sẽ chọn more bạn more rotation options đó bạn chọn ra thì ở đây bạn ra xuống bạn thấy số độ ở đây đề bài của mình yêu cầu là 30 độ thì đi thi mà bạn học thì có thể đôi khi nó sẽ số độ nó khác hoặc là một cái hình khác hình cô gái hình xe hơi hình hình mọi hình khác nhau cho bạn có thể bị thay đổi hình Thì bạn lưu ý ở chỗ này thì mình học mình học mình coi đúng hình là được rồi đó thì đúng hình là được rồi rồi mình sẽ ấn ok thì nó sai đúng 30 độ Rồi câu ý số 2 hãy tạo một cái hyperlink hai hyperlink là một cái liên kết bạn liên kết đến trang là www.paprecam.com và cái chữ list here nằm đâu bạn nằm ở dn là cuối đúng không cuối đoạn văn bạn thì chữ list here ở đây mình sẽ bo chữ list here bạn lưu ý mình không có bo dấu chấm nha đề bài mình không có kêu bo dấu chấm bo chữ list here thôi thì mình có hai nhiều cách để tạo cái một cái hyperlink thì rất là nhiều cách nha bạn bạn thấy mò chức năng trên đây mò kiếm hyperlink trên đây đây đó insert hyperlink chức năng thứ hai đó là mình ấn cần trên k cách thứ ba đó là bạn bôi đen và bạn ấn chuột phải vào đó thì có rất là nhiều cách để cho bạn tìm ra cái chữ lý thia này thì bạn có thể bo chỉnh thi và ấn chuột phải chọn hai Berlin như tôi cũng được. rồi sau khi chọn xong thì bạn sẽ xuất hiện ra một cái cửa sổ insert Hyperlink thì insert này mình sẽ gõ cái địa chỉ của cái, uh, cái 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 trang web này vào cho bạn địa chỉ, chỉ vào thì thi nó cũng kêu gọi địa chỉ chắc là Microsoft hoặc là Google gì đó sau khi gọi địa chỉ xong và phải kiểm tra cho đúng nha bạn đừng có gọi sai gọi sai chấm sai bạn sau khi gọi xong thì bạn ấn ok thì nó nó ra chữ list here thì ở đây nó nói ra à? hãy ấn nút cần tròn và list vào đây nó sẽ ra một cái trang web thì nó cho bạn biết luôn là trang Faricam này là công ty con của Microsoft thì các bạn ấn vô thì bạn sẽ ra trang Microsoft đây tôi sẽ ấn nút cần tròn trên bàn phím nha cần tròn thì con chuột tôi sẽ đổi qua cái dấu tài và tôi ấn vào đây thì khi đó một trang web sẽ mở lên à đó trang web mở lên đó là trang web của Microsoft đó rồi tôi tắt nha đó. thì các bạn chỉ cần là làm theo là là đúng cái câu này đó câu này thì mình sẽ ôm được hai chức năng đó là một chức năng đó là xây cái hình đúng không bạn, xây hình chứ bạn đừng có bấm vô đây xây nha xây đây là không bao giờ đúng được 30 độ đâu hiện tại lắm chọn cũng sai nữa ý số 2 nữa là mình sẽ tạo một cái liên kết nếu bạn liên kết này khi mà ấn chuột cần tròn bên cần tròn và cần tròn và lít vào thì nó sẽ mở ra một cái trang đó là cách người ta tạo link để quảng cáo cho một số banner các bạn banner thì khi mà in ra cái gửi cho bạn file các bạn ấn dùng phát là nó ra trang web à, cách tạo banner của một số cái nhà quảng cáo chẳng hạn đó là một số ví dụ thôi thì tự nhiên ở ngoài người ta làm gì thì làm thêm ở ngoài nữa đó bữa nay chúng ta sẽ ôm đã được câu số 2 rồi rồi chào các bạn hẹn bạn gặp lần sau ôm câu kế tiếp câu số 3